phải mất gần một tuần đi tìm Ông này mới gặp được ông Thiếu Hai ông vốn là bạn thương hồ Biết mặt hồi cái thời ở trường tắm mưa, Tắm sông chọi sình Thở gáy cả hai ông đều nhớ Dân thương hồ Mỗi năm giống hợp hai lần Đó là dịp Tết và rằm tháng 7 Họ chọn ngã tư dằm đeo Ghe lớn đeo ở giữa Ghe nhỏ đậu bao quanh Mọi người quay quần lại sau phần nghi lễ cúng bái là bữa tiệc tạm gọi là linh đình khi ấy thằng cu đầy cũng giống như thằng cu thiếu vậy ngày qua ngày quen ở trên ghe chứ chẳng mấy khi được bước lên bờ thiệt thòi đủ thứ không được đi học không quen bạn bè và dĩ nhiên không có cảnh vui chơi như những ai có tuổi thơ sống trên bờ mẹ cu đầy mua sách học dần xuống ghe cho con cu đầy học hơn nửa tháng đã đâm ra chán nản. Nhưng phải nói là trí nhớ cu đầy tốt. Những câu mẹ đọc trong sách hai ba lần là cu đầy đã thuộc. Đêm rằm tháng 7, cu đầy đã đem cái sự học của mình khoe với cu thiếu, lại còn dạy cho cu thiếu viết chữ nữa. Chữ O thì cu thiếu viết được, đến chữ A thì cái nét móc được cu thiếu viết ngắn ngủn. Giống như là chữ ơ nằm nghiêng Cô đầy lên giọng Chửi đồ ngu Cô thiếu cười hề hề Nói cái chữ vừa viết Giống như là trái xoài chín Bị lột một miếng vỏ Chán Cô đầy hỏng thèm làm ông thầy nữa Cô đầy sực nhớ Giờ khoe chuyến rồi Có ra tới cửa biển Và xuống đó tắm Cô thiếu hỏi lại Bộ không sợ cá sấu sao Cái mũi của cô đầy hết lên Sợ gì ở đó nó cũng có nhiều người tắm mà. Cô thiếu nghi ngô nhờ cô đầy có dịp ra cửa biển thì múc thùng nước về. Nếu nặng quá không múc bằng thùng thì múc bằng ca cũng được. Để tắm một lần cho biết nước biển có giống nước sông không. Lần này cô thiếu lại bị cô đầy chửi cho là ngu như con cá mòi nằm sắp lớp. Nước biển thì cũng là nước, mặn chát, chứ có ngon lành gì cô thiếu gãi gãi đầu rồi buông câu ờ ha nhanh quá mới đó mà đầy mấy chục năm gần một kiếp người chiếc ghe của ông đầy và ông thiếu đậu sát nhau gần một ngã ba sông người trên bờ nhìn xuống có thể đoán biết ghe của ông thiếu khá hơn ông đầy vì có chiếc máy cu le bốn nhưng cả hai cái mui bầu thì chẳng hơn gì nhau đều là lá chậm đớp được bọc ngoài một lớp cao su trắng mỏng. Ông đầy lui cui bật bóng điện từ chiếc bình ác quy, rồi nhẩm trách trời tháng 10 sao mau hết ngày. Đám dậy ở trên bờ cũng bị cúp điện nữa. Ông thiếu lên tiếng nhắc đêm nay có trăng mùng năm rồi và không quên lặp lại thói quen. Khi nói hay làm sai một điều gì đó thì buông câu thôi bỏ đi. Ông đầy đang dọn chén đũa vô mâm chợt quay lại. Cha nội, ông kêu tôi bỏ mấy con cá mòi này à. Đâu có, tôi biết tính của ông mà. Không tin thì mở hộp ra ăn coi. Đúng là rau răm ở trên, cá mòi nằm dưới còn được bốn con. Ông thiếu đi chắc bình rượu thuốc. Cả hai ông đều định đêm nay sẽ uống quắc cần câu mới thôi nhưng ngặt nổi cái bình rượu nhào thấy cái nhiều hơn nước xác trái nhào đã tan ra thành bột chắc rằng đã được ngâm nhiều ngày thôi bỏ đi ông thiếu lặp lại câu đó khi ông đầy vừa lấy đũa gấp miếng cá mồi đưa lên miệng bỏ là bỏ cái gì cha nội ông định bỏ tôi đi à nói tầm phào không mà tôi kêu á bỏ chai rượu xuống để tôi rót cho cái tâm của ông không được tỉnh cứ đưa lộn vòng hoài à. Thôi, bỏ đi, nói chuyện khác coi. Cái chuyện khác được ông Thiếu khơi lại ở đây vẫn là cái tên của ông. Chuyện đó ông đầy nghe đến thuộc lòng. Ông từng than quán rằng cái tên lúc nào nó cũng dẫn vào cái bổn mạng. Ông mang tên Thiếu nên chẳng bao giờ thấy mình được dư giả. Ông đã đi hơn hai phần ba đời người không vợ, không con, tài sản của ông có hiện giờ chỉ là chiếc ghe đi mua ve chai với nhiều mảnh chấp giá. Nó có thể một nát bất cứ lúc nào. Vậy nhưng, ông đã nghiệm ra ở đời này hình như không có gì là nguyên vẹn cả. Con sông thì được người ta chấp giá trời nạo vét để sửa dòng thông sâu. Con đường thì được người ta chấp giá để sửa lối. Người ta cũng có thể chấp giá những tật xấu, những thối hư, nhưng với nỗi đau thì không phải lúc nào sự chấp giá cũng trở nên lành lặng. Ông đầy vụ uống xong thì lại thấy ly rượu đầy được đặt nghi trước mặt. Cha nội, bộ ông muốn tôi đi ngủ sớm mà. Ngủ nghe gì, cái nào của ông là của ông. Ông không cầu thì nó cũng tới. Ông đầy bưng ly rượu lên mà bật ho húng hắn. Vì ông thấy câu nói vừa rồi như có ám chỉ điều gì. Ông Thiếu đang ngồi xếp bằng, vẫn thói quen lấy bàn tay vào dò, dò cái đầu gối, với nét mặt rất thanh thản. Có gì lạ đâu, hồi trẻ hai người đã cùng yêu một cô gái, cũng là dân thương hồ. Cô gái có cái tên rất là dễ mến, Ngoan. Chẳng biết nghe lời ai, trong ngày rằm tháng 7, chàng trai mang tên Thiếu, mang tặng cho cô Ngoan một bó bông lục bình. Cô Ngoan nhận món quà, rồi nói rằng rất thích thứ này Nhưng với món cá mồi cô còn khoái hơn nữa Hay được chuyện đó mẹ của Thiếu giọt miệng chửi thằng này lớn mà còn dại Biết người ta không có cảm tình thì để dành bông lục bình chấm mắm kho ăn còn có nghĩa Khi đó chàng trai tinh đầy cũng bị cha mẹ mắng là đồ dại gái Món cá mòi bán đâu có được bao nhiêu lời lớn mà đầy cứ bán rẻ như cho không cô ngoan. Chuyện khó xử xảy ra khi cha mẹ cả ba bên nhất quyết không cho con cái mình qua lại. Bởi cái nghề buôn bán trên sông nước này chẳng thấy được cái tiền đồ. Thèm lên bờ có được căn nhà mà giấc mơ không thành hiện thực. Cuộc đời cứ phải trôi tuột, buồn khắc khoải như những khúc sông, trôi vô tận như những dề lục bình tím trên sông. Vậy mà cô ngoan phản ứng bằng cách nhảy xuống sông cho chân dịch máy chém. Nhưng cô đã được chàng trai tin này nhanh nhẹn giải nguy. Rồi sau đó cả hai thành vợ thành chồng mà không có sự đòi hỏi nào. Chuyện đó được người quen xì xầm. Chắc là cô ngoan thấy chiếc ghe của gia đình này lớn hơn chiếc ghe của gia đình thiếu nên mới đồng ý Thiếu có biết điều đó, nhưng giả giờ làm như không hay. Thiếu lại buông ra một câu nói đã cũ. Thôi, bỏ đi, bỏ cái quái gì, ông đầy chật lớn giọng. Vợ con chứ có phải rác trôi sông đâu mà ông biểu bỏ. Lần này đến ông Thiếu bật ho. Ông uống một lượt ba ly như thay cho một lời xin lỗi. Ông biết rất rõ cái cảnh khổ của ông đầy hiện giờ. Nhưng ông lại không biết cách nào để trợ giúp Cái cảnh đó, nói như ông thiếu Nó đã xảy ra từ những cái chuyện lỡ Ông đầy lỡ có vợ, lỡ có con Vợ của ông cũng lỡ để đứa con rơi xuống sông chết đuối Khi ông lên bờ bữa vào quán nhậu Khi đó, ông cũng lỡ nặng lời Lỡ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay Để rồi, vợ ông không dám xuống ghe bà ấy trốn tạm ở trong nhà một người lạ trong cơn nóng giận ông lỡ chèo ghe đi đến khi ông quay lại thì vợ của ông không còn ở đó mặc dù chỉ xa có ba hôm người chủ nhà nói khi ông đi qua ngày hôm sau vợ ông liền đi tìm cuộc tìm kiếm giữa hai người như trò chơi trẻ nít nhưng không ngày có đoạn sum dày họ tìm mãi trên những nhánh sông dù vậy, ngày qua ngày, ông cứ nuôi hy vọng sẽ tìm thấy vợ mình. Ông đi bán cá mồi, ghe chèo đến đâu, ông dò hỏi đến đó. Ông nói vợ tên ngoan, mọi người có nhìn thấy ở đâu không? Ai ai cũng lắc đầu. Ông lại nói vợ ông mặc quần đen và cái áo màu xanh đột chuối. Nghe vậy thì đố ai biết. Ông lại nói rõ ra rằng vợ ông có nốt ruồi to bằng đầu đũa nằm dưới bụng người ta lại cười ồ. Họ nhau nhau tréo lên đài mà nhắn tin đi bố già ơi. Cảm ơn mọi người đã nhắc nhở. Việc đó ông đã mò mẫm làm rồi. Nhưng cái địa chỉ của ông á, là chiếc ghe bán cá mồi. Thì ai biết ở đâu mà lần tìm. Nếu có nhớ chăng á, thì vợ ông sẽ nhớ tới cái ngã tư vàm đeo. Và ông đã quay lại nơi đó nhiều lần. Nhưng mười mấy năm rồi, cái cảnh nhóm hợp dân thương hồ đã không còn Cho nên ông cứ chèo ghe Đi đi về về một mình Chẳng khác nào nhánh lục bình mồ côi Không tìm được bến đậu Thôi bỏ đi Ông thiếu nhại giọng Cha nội Nhìn cái mặt ông khóc không ra nước mắt Tôi nhớ tới cảnh tượng cháy ghe Đó là do tàu chạy sóng lớn Làm đổ cái bếp dầu Cái mui lá chầm đớp Lửa phần phần cháy cái máy cu le bốn cũ củ móc của tôi bị phật xăng cũng bốc cháy lúc đó ở giữa sông nước nếu mà tôi hồ bớ người ta cháy ghe chắc là tôi sẽ bị người ta cho là điên nặng cha nội rồi lúc đó ông làm sao còn làm sao nữa tôi nghiêng ghe cho nó chìm luôn lỡ bệnh rồi đâu có sợ bị trúng gió ừm, um, kể ra tôi cũng khốn nạn thiệt Lúc có vợ, có con, khi nào tôi tìm thăm ông đâu. Thôi bỏ đi. Ừ, bỏ đi ha. Ông đầy nói vậy mà không phải vậy. Thực tế ông đang nghĩ tới đứa con xấu số của ông. Nó mất khi bập bẹ nói được ba ba mẹ mẹ. Nó được vợ chồng ông đem chôn lén nơi bến sông, đoạn vắng người qua lại. Chỗ đó bây giờ đã được người ta săn lấp, rồi đắp đê, làm bờ kè xi măng hẳn hoi mỗi khi ngang qua ông chỉ biết đứa con ông nằm ở dưới đó ở đoạn đó khúc đó cũng mới hồi hôm này ông lại chim bao thấy vợ và con nhưng ông không vui mừng vì ông biết con ông đã mất điều đó chỉ khoét sâu thêm vết thương chưa lành miệng tóc ông vốn đã bạc tóc của vợ ông còn bạc nhiều hơn nhìn dáng vẻ khắc khổ của bà ấy từ xa nhìn ông mà không nói gì ông càng thêm quặn sâu nỗi đau Ôi, chẳng lẽ bà đã chết rồi ư? Rồi ông gẫm trong mơ màng giấc mộng, cuộc đời mà, thử hỏi một người phụ nữ bị chồng khốn nạn bỏ rơi, lúc không một đồng lẫn lưng, không nơi nương tựa, thì sống bằng cách nào đây? Điều họ chỉ có thể làm được là ai thuê gì làm nấy bằng sức dốc và khả năng của bản thân. Nhưng cái bảy người luôn há mỏm thật to, thật rộng sẵn sàng nuốt chửng con mồi khờ khạo lỡ sập bẫy khi cùng đường thì người ta hoặc là trở nên con người dễ dàng sa vào tội lỗi để mưu cầu cái lẽ sống cho bản thân hoặc họ có thể lóe lên những khát vọng và sống mãnh liệt như một ánh sao băng thật ý nghĩa trong cuộc đời mà điều đó thì hiếm thay ông lại tặc lưỡi cha nội cái bình rượu nhào cạn nước rồi ờ cái bóng đèn bình cũng sắp cạn điện. Nó đỏ như cái mặt của ông với tôi vậy. Ông thiếu rè rè giọng khi thấy ông đầy cứ mặt như suy tưởng. Hai chiếc bóng cô đơn chảy nhòe nhòe cút sông vắng và đêm ấy trăng cũng buồn hiu. Gió trên sông phả dòng người. Đêm đã bắt đầu rất lạnh. Trăng lơ lửng treo trên nóc nhà của nhân loại. Ai cũng muốn giới tay hái nhưng mãi vô vọng. Có lẽ cái đẹp chỉ đứng từ xa mà nhìn. Buồn quá hè. Ông nghe tôi hát nè. Rồi ông thiếu tầng hắn lấy giọng vô dịp. Biên cương lá rơi thu hà em ơi. Đường dài mịt mùng anh không tới nơi. Tới đó ngắt ngứ. Thôi đi cha nội. Nghe ông ca mà muốn xỉn luôn cho rồi. Vừa nói ông đầy vừa lần mò sang ghe bên cạnh. Ông về chủ ngủ nhưng lại nhầm ghe của ông thiếu là ghe ông thôi kệ đi lỡ say ngủ đâu cũng được ghe ông với ghe tôi có khác gì nhau cũng lên đến một dòng trôi vô định đoạn ông thiếu cờ quạng dọn mâm chén đũa rồi chui thẳng vô mui ghe của ông đầy bóng điện vẫn chưa tắt Ngọ ngoại một lúc ông thiếu ló đầu ra ngoài mui còn chuyện này tôi quên nói với ông hừ hmm chuyện gì nữa thì à, tôi nhớ cái lần bị cháy ghe lúc vớt lên lại thì đâu còn mui để che chắn đến tối tôi lủi ghe vô hàng bần tôi buộc dây mùng lên nhánh bần mà ngủ nhưng đến sáng tôi thấy cái mùng nó phất phơ dối tay lên mà không tới vậy cha nội bị ma nhát chứ gì nó bậy đi tôi không nhát ma thì thôi chứ con ma nào dám nhắc tôi chứ ông. Đó là gì á, lúc tôi dân mùng thì nước lớn, đến sáng thì nước lại rồng. Ừ, tôi hiểu rồi. Đến giờ này á thì ông cũng vẫn còn ngu như con cá mồi vậy. Mèn ơi, ông mà còn chửi nữa là tôi không đi kiếm bả giúp ông đâu nha. Mà ông cũng tệ ghê đi. Kiếm vợ ở gần không gặp thì đi kiếm ở đâu xa vậy. Biết đâu bà lên tú ở thành phố ăn nên làm ra rồi hoặc là có chồng khác ở xứ nào xa lắc xa lơ ở đó mà. Ông làm như không có ghe cá mồi của ông thì cái chợ nổi nó vắng que em vậy. Mà thôi bỏ đi. Giọng có ông thiếu bỗng im mặt. Nhanh quá hình như ông đầy đã ngủ. chung quanh ông đầy Lúc này là những con sóng nhỏ dỗ lách tách vào be ghe, mà không, nó như đam dỗ vào cõi lòng ông, vốn đã quen trồng trành với những nhịp chèo xuôi ngược. Ông mơ mà ngủ, ông lại mơ màng thấy giữa con nước đứng. Có hai chiếc ghe đậu sát nhau từ từ đi ngược chiều khi mặt trời vừa ló rạng.